chương 21 Người quỷ kết thân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ta không nghe nói Tiêu nhiên nói Vừa nãy ngày nửa tù ba tên tập thần môn cao tầng là thiên ma môn người Tiểu Chu nói Thấy hắn phản ứng bình thản, mặt lộ vẻ không rõ Tiêu ca ngươi không kinh sợ Cùng chúng ta có quan hệ Tiểu Chu á khẩu không trả lời được Nghĩ làm rồi, ta trở về tiêu nhiên cất bước trời đi tiêu ca chờ chút tiểu chu đuổi theo đón tiêu nhiên xem kỹ ánh mắt nhằn nhó một hồi cái mông không tự tin nói ngươi là ta thân ca giúp ta một lần thật tiêu nhiên không tiếp lời tiểu chu tiếp tục bán thảm ta đều thảm như vậy dáng dấp kia quá khứ một chút lòng tin cũng không có hảo ca ca ngươi xin mời nghỉ nửa ngày theo ta đi một chuyến đi bề ngoài đều không quan trọng, tâm linh mỹ mới là thật mỹ. Thay cái góc độ, nàng nếu không chê ngươi bây giờ dáng vẻ ấy, tương lai nhất định có thể cùng ngươi tư thủ cả đời, không rời không bỏ. Tiêu nhiên nói. Thật sự, đối với mình có chút tự tin. Tiêu nhiên bước nhanh rời đi. Tiểu chu bị dao động què rồi, thật nửa ngày phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai đuổi theo. Tiêu nhiên bị cuốn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn. Tìm tới giáo úy, tiểu chu hỗ trợ xin nghỉ, biết được nguyên do, giáo úy bị chọc phát cười. Tiêu nhiên nói không sai, tiểu chu ngươi chính là khuyết thiếu tự tin. Đại nhân vậy ngươi đây là nhóm sao? Tiểu chu hỏi. Việc này không lý do ngăn ngươi. Tạ đại nhân tác thành. Tiểu chu nói cảm ơn. Rời đi thiên lao. Tiêu ca ta ngày mai ở cửa túc xá chờ ngươi ngươi có thể sớm một chút lại đây ừ tiêu nhiên đáp một tiếng trở lại cảnh văn phường trong nhà luôn cảm thấy thiếu hụt chút gì đem trưởng công chúa bức họa kia lấy ra treo ở gian phòng hài lòng gật gù lần này tốt lắm rồi ngày hôm sau tiêu nhiên vừa tới cửa túc xá tiểu chu duỗi dài đầu ở tại chỗ đi tới đi lui tiêu ca ngươi cuối cùng là đến rồi ba bước cũng thành hai bước vọt tới trước mặt hắn tiêu nhiên phù phù một hồi nở nụ cười trên mặt ta có hoa tiểu chu nghi hoặc hoa đúng là không có bọc lớn đúng là có không ít phối hợp bộ này thanh y cẩm phục rất buồn cười tiêu nhiên nói tiểu chu u oán tiêu ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta này cọc việc hôn nhân cha ta nhưng là hao tốn không ít tâm sự mới sai người hoàn thành đi thôi tiêu nhiên nói hai người ở trên chợ diện ăn qua sớm một chút hướng về hồng tuyến cầu chạy đi đâu đi ông mai bà mối cùng kết thân cô nương ở nơi đó chờ đến nơi này ở cầu dưới không xa trên cỏ tìm tới mục tiêu hồng bà tiểu chu kêu một tiếng bước nhanh tiến lên nghênh tiếp hồng bà bên cạnh đứng hai vị cô nương một vị tiểu thư ăn mặc khéo léo một đứa nha hoàng tiểu chu con mắt đều xem thẳng hồn đều bị nàng câu dẫn. Tiêu nhiên không quá khứ tham gia trò vui, hắn lại đây chỉ là cho tiểu chu đánh bạo. Tìm cái quán trà ngồi xuống uống trà. Lý cô nương, đây là tiểu chu, là một nhân tài, công tác lại được, gia cảnh ân lúc. Hồng bà giới thiệu. Chào ngươi. Tiểu chu nhiệt tình đưa tay ra. Hồng bà lượm hắn một cái, người cô nương khá là ngại ngùng. Ừ. Tiểu chu vội vàng đáp một tiếng các ngươi đơn độc tán gẫu biết thúy nhi chúng ta đi bên cạnh chờ hồng bà bắt chuyện một tiếng mang theo nha hoàng ngồi ở tiêu nhiên đối diện nhìn tiêu nhiên hồng bà trong mắt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất theo bản năng liếm môi một cái trong lòng hừng hực ám đạo thật là hùng hậu dương khí vị này tiểu ca xưng hô như thế nào hồng bà hỏi dò tiêu nhiên tiểu chu đồng sự có vợ sao tiêu nhiên cảm giác đỉnh đầu có một quần con quạ bay qua, đây là làm mối nói lên nghiền sao. Tạm thời không cái này cân nhắc. Hồng bà lai kính, đây là Thúy Nhi, Lý cô nương nha hoàng, tuy nói là nha hoàng, nhưng tính cách được, người lớn lên cũng tốt xem, ngươi cảm thấy thế nào. Nha hoàng xấu hổ nhìn hắn một chút, hạ thấp xuống vần trán, bãi lộng gốc áo. Uống trà. Tiêu nhiên giả vờ ngây ngốc. Một lúc quá khứ hồng bà đứng dậy rời đi tiểu chu trở về nàng cùng lý cô nương hai người cũng không biết nói thầm cái gì đợi được các nàng trở về lý cô nương khá là nhiệt tình tiểu chu ngươi tốt vô cùng có thể đưa chúng ta trở lại có thể có điều có thể hay không đường đột tiểu chu lo lắng hồng bà tiếp nhận đề tài ngón tay đâm hắn mi tâm một hồi ngươi làm sao chết như vậy suy nghĩ nhân gia cô nương đã thích ý ngươi này còn không thấy được. Kha kha. Tiểu Chu vuốt sau gáy, hung hăng cười khúc khích. Tiêu Nhiên từ trên ghế đứng lên, ta còn có việc đi về trước. Tiêu Ca ngươi nhưng là đáp ứng ta, buổi sáng theo ta kết thân. Hồng Bà cũng không tình nguyện, đun sôi con việc, há có thể như vậy bay đi? Không chờ nàng mở miệng, Tiểu Chu lần thứ hai cầu đạo. Lần này hãy giúp ta một chút đi. Hành. Tiêu Nhiên thở dài đến trong nhà nàng. Một tòa bốn nhà bốn ra đại viện, cũng đang vùng ngoại thành, khoảng cách tường thành cũng không xa, chu vi cũng không có gì nhân gia. Chính là chỗ này. Lý cô nương nói. Đem cửa viện mở ra, dùng tay làm dấu mời. Tiến vào sân. Hồng bà cấp tóc đem cửa viện khóa trái. Một chưởng đập vào tiểu chu trên đầu, đưa hắn đánh ngất quá khứ, Lý cô nương cùng nha hoàng đứng nàng bên cạnh, lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó ba người ánh mắt nóng rực hận không thể đem tiêu nhiên một cái nuốt chu vi cảnh sắc biến hóa cổ điển sân tiêu tan biến thành một tòa quỷ ốc âm phong gào thét quỷ khí tràn ngập kinh lật tiếng kêu điên cuồng vang lên hồng bà ba người cũng thay đổi một bộ bạch y viền mắt chảy máu chân không chạm đất lơ lửng giữa không trung hồng tỷ người này lớn lên thật đẹp trai không phải hắn dương khí trước, có thể không để chúng ta trước tiên thoải mái một hồi. Đúng đấy Hồng tỷ, cứ như vậy hút hắn dương khí quái đáng tiếc. Hai ma nữ nói. Hồng tỷ cười gằn, ta đi tới. Hướng đi Tiêu Nhiên, đưa hắn xem là trong mâm con mồi. Ngoan một điểm, chớ phản kháng. Ở đây người tên là phá cổ họng bên ngoài cũng nghe không gặp. Đưa tay phải ra, sờ về phía Tiêu Nhiên mặt các ngươi cùng ngàn năm đồng mổ là quan hệ như thế nào? Tiêu nhiên hỏi. Hồng tỷ dừng lại. Ngươi biết mổ mổ. Còn không có gặp. Chúng ta đều là mổ mổ chính là thủ hạ, phụng mệnh ở kinh thành thu thập dương khí, đêm nay chờ mổ mổ đến rồi, đem dương khí giao cho mổ mổ. Hồng tỷ nói. Bàn tay tiếp tục sờ soạn đi tới. Ta không phải ninh thái thành, đối với quỷ không có hứng thú, Tiêu nhiên trong nháy mắt ra tay, vạn đạo kim quang từ hắn bên ngoài thân tỏa ra, chí dương chí cương, trấn áp thiên địa vạn vật, như là cao cao tại thượng vô địch quân vương chiếu rọi ở các nàng ba người trên người. A, à. liên tục ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia hai ma nữ ở đến thuần linh lực bộc phát ra kim quang trước mặt, trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt. Hồng tỷ đưa qua tới tay phải, trong nháy mắt bốc hơi lên, đau nàng bay ngược ra ngoài hung hăng té lăn trên đất. Liền ngay cả chu vi khắp phòng quỷ khí, trên một khắc vẫn là một phương quỷ vực, một giây sau, thiên địa sáng sủa, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời vương xuống đến. Ngươi không phải tiểu chu đồng sự, là ngũ đại cường lực bộ ngành ngươi. Hồng tỷ kinh hải. Ngũ đại cường lực bộ ngành, chỉ là thần kiếm vệ, linh thần ti, tập thần môn, thánh võ ti cùng cấm võ vệ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 22 Trong cung người đến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thiên lao là ta nhà, ta lấy ngục tốt làm vinh Tiêu nhiên nói Cơ hội tốt Hồng tỷ ánh mắt sáng lên, bàn tay trên đất vỗ một cái Cấp tóc vọt lên, đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn Hóa thành một đào quỷ yên, hướng về bên ngoài bắn nhanh quá khứ Đi không xong Vung tay phải lên, thiên diễm thánh hỏa lao ra hư không loáng một cái, xuất hiện tại sau lưng của nàng. Không muốn. Kinh khủng hỏa diễm, đưa nàng đốt cháy thành tro bụi, xoay tròn loáng một cái, trở lại tiêu nhiên lòng bàn tay. Tạo hóa kim thư xuất hiện, giới thiệu nàng tin tức cá nhân, còn có phạm vào đắc tội hành. So với Xuân Phương Viện Tiểu Thiến còn muốn nghiệp chướng nặng nề, đầy đủ hút sắp tới 300 người dương khí. Kim Trang xoay tròn, cho thấy hai vật, 50.000 độ thuần thục, 5 năm linh hồn tu vi đêm này 50.000 độ thuần thục, thêm ở phượng hoàng huyền nguyên kiếm pháp mặt trên. Cảnh giới không thay đổi, quy lực đúng là tăng cường một phần. Linh sư Tu Vi lần thứ hai tinh tiến, còn kém 110 năm là có thể đột phá tới đất cảnh. Tiên thiên cảnh trở xuống quỷ, tạo hóa kim thư triệt để không lọc mắt. Tiêu nhiên lắc đầu một cái. Một đạo linh lực đánh vào tiểu chu trong đầu. Lý cô nương. Tiểu chu thản nhiên tỉnh lại, nhìn bốn phía phồn hoa đại viện không còn, chỉ còn dư lại củ nát tiểu viện, chỉ có tiêu nhiên một người ở. Tiêu ca, các nàng đây. Tiêu nhiên đem chuyện vừa rồi, đơn giản nói một lần. Nghe được các nàng đều là quỷ, tiểu chu sợ hết hồn, ruột đều sắp muốn hối hận thanh. Bây giờ còn nhớ nàng. Tiêu nhiên ra cười. Tiêu ca việc này ngươi nhất định phải thay ta bảo mật, tuyệt đối không nên truyền đi, không phải vậy ta đây khuôn mặt liền mất hết không che giấu nổi tới thời điểm làm cho thiên lao mọi người đều biết nghĩ tới đây tiểu chu hận không thể đánh chính mình hai cái miệng các nàng thật sự đều bị đi ngang qua thần kiếm vệ tiêu diệt sao ừ tiêu nhiên gật gù sắp tới giữa trưa ta đi đi làm ra sân hướng về thiên lao đi đến đến thiên lao vừa vặn đuổi tới giờ cơm lão trịnh ánh mắt sáng lên phất tay bắt chuyện Tiêu ca bên này. Tiêu nhiên ngồi ở hai người bọn họ đối diện, lão trịnh đem bát đũa đưa tới, tò mò hỏi. Tiểu chu thành công rồi sao? Việc này ngươi hỏi hắn chính mình. Tiêu nhiên nói. Cầm đũa bắt đầu ăn. Hỏi tới hai lần, nhìn thấy không có cách, lão trịnh đành phải thôi. Cơm nước xong. Một tên ngục tốt tìm tới hắn, nhét lại đây một thỏi năm lạng bạc, xin mời tiêu nhiên hỗ trợ, đưa một con yêu ma ra đi tiếp nhận công văn cùng huyền không túi, tiến vào tầng thứ 9. Mục tiêu là một con máu đào độc ưng, tông sư chín tầng, cả người là độc, liền ngay cả truyền ra yêu khí, cũng ẩn chứa kịch độc. Nào đó là đại thanh sơn người, các ngươi không thể giết ta. Độc ưng sợ hãi. Tiêu nhiên im lặng không lên tiếng đem hình cụ lấy đi ra, đem trường kiếm lau chùi sạch sẽ. Công văn mặt trên yêu cầu, không thể tổn thương đến hắn cánh, đem cánh hoàng mỹ gỡ xuống. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta trả thù." Tiêu Nhiên gãy một hồi trường kiếm, thân kiếm kêu khẽ, truyền ra một đạo thang nhẹ, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. "Ngươi có từng nghĩ tới những kia bị ngươi ăn đi vô tội người?" Độc Ưng mặt lộ vẻ xem thường. "Một bầy kiến hôi, chết không hết tội. Ngươi bây giờ chính là một con dung dế." Tiêu Nhiên nói. "Ngươi?" Xoạt. Một kiếm đứt cổ, đưa hắn thủ cấp chém xuống gỡ xuống hắn cánh, lại đem hắn những thứ khác vật liệu phân giải, cất vào huyền không trong túi. Tạo hóa kim thư nổi lên, mở ra một tờ, cho thấy ba vật, mười vạn độ thuần thục, mặt ngọc huyền độc một bình, mười năm linh hồn tu vi. Đêm này mười vạn độ thuần thục thêm ở phượng hoàng huyền nguyên kiếm pháp mặt trên, như cũ là như cũ. Linh sư tu vi khoảng cách đột phá, lại tiến một bước, còn kém một trăm năm. Mặt ngọc huyền độc. Huyền tông cảnh trở xuống, trong vòng một khắc đồng hồ, đạo hạnh mất hết. Kéo thi thể của hắn, ném vào địa hỏa bên trong. Đem công văn cùng Huyền Không túi giao cho tên này ngục tốt, khi hắn đạo tạ ơn bên trong, tiêu nhiên rời đi. Trở lại tầng thứ 9. Cái mông cũng còn không có ngồi nhiệt, giáo úy gọi người đưa hắn gọi lên, chờ hắn đến một tầng phòng khách, ngục tốt đều đến đông đủ. Một tên cung trang nữ tử, che lại màu xanh nhạt khăn che mặt, đưa nàng dung nhan ngăn trở. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều có một luồng thượng vị giả khí thế truyền ra. Ở phía sau nàng, đứng hai tên cung nữ, còn có một đội thần kiếm vệ. Điện hạ, người cũng đã đến đông đủ. Giáo úy cung kính nói. Mang bổn cung quá khứ. Điện hạ ngài xin mời. Một đám người đi theo các nàng phía sau, hướng về nơi sâu xa đi đến. Tiêu ca ngươi biết nàng là ai? lão trịnh đè thấp âm thanh. Hẳn là một vị công chúa đi. Tiêu nhiên suy đoán. Từng. Đại công chúa Hạ Lạc Nhiên. Chưa từng nghe nói. Tiêu nhiên lắc đầu một cái. Đến tầng thứ 9 nơi này. Âm quế khí lăn lộn, một ít ngục tốt ngăn cản rất gian nan, mồ hôi lạnh chảy ra, kịch liệt run rẩy. Các ngươi ở đây bảo vệ, ngươi theo ta đi vào. Đại công chúa Hạ lệnh. Là điện hạ giáo úy nhắm mắt đáp. Đại công chúa đi ở phía trước, chỉ dẫn theo hai tên cung nữ, chu vi âm uế khí, mới vừa vọt tới trước mặt nàng, đã bị nàng bên ngoài thân tản mát ra tử quan xua tan. Các nàng mới vừa vào đi không lâu, một tên cung nữ trở về, nhìn chung quanh một vòng. Ai kêu tiêu nhiên? Ta. Tiêu nhiên từ phía sau đi lên. Đi theo ta. Câu nói vừa dứt, cung nữ tiến vào luyện ngục tiêu nhiên đi theo phía sau của nàng. Luyện ngục bên trong, đệ nhất phòng giam nơi này. Đại công chúa đẳng nhân đứng phòng giam bên ngoài, giáo úy không lưng, khí quyển không dám thở một, nhìn tiếng vào tiêu nhiên, vội vàng dặn dò. Mau đem cửa lao mở ra. Tiêu nhiên lấy ra chìa khóa, đem cửa lao mở ra. Đại công chúa tiến vào phòng giam, cung nữ để cho bọn họ hai người ở bên cạnh chờ. Bên trong cũng không biết nói cái gì, khoảng chừng quá khứ 7,8 phút, truyền đến kịch liệt cãi vã, đại công chúa mặt lạnh đi ra, ở tiêu nhiên nơi này dừng lại. Chăm sóc tốt cô cô ta, nếu như nàng có một chút sơ xuất, duy ngươi là hỏi. Ừ. Tiêu nhiên đáp lại. Đại công chúa tới nhanh, đi cũng nhanh. Rầm. Giáo úy chân mềm nhũng, ngã xuống đất. Đại nhân ngươi không sao chứ? Tiêu nhiên đưa hắn nâng dậy đến giáo úy lau mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng sợ đòi mạng, nhưng giả vờ ung dung. Ta không sao. Nhất định phải chăm sóc tốt trưởng công chúa. Hắn sau khi rời đi, tiêu nhiên đi tới, vừa muốn đem cửa lao khóa lên. Trưởng công chúa truyền ra một đạo âm thanh, ngột ngạt thống khổ bạo phát, sắc mặt dữ tợn, hùng hậu ma khí, từ trong cơ thể lao ra, xung kích nạn thần trí. Nhanh lên một chút đánh ta. Tiêu nhiên làm khó dễ, ngươi cháu gái gọi ta chăm sóc tốt ngươi. Ta muốn nhịn không được. Kim Phượng Hoàng lao ra, vây quanh nạn quay nhanh, Kim Quang rơi ra, bảo vệ nàng cuối cùng một điểm thanh minh. Ở thần trí vẫn không có luân hãm trước, trưởng công chúa vọt lên, cầm lấy tiêu nhiên tay, vỗ vào trên đầu nàng. Mà khí tiêu tan một tia, nàng cũng dài lớn lên phun ra một ngụm trọc khí. Thoải mái. Đừng như vậy, ngươi cháu gái nàng. Đánh ta trưởng công chúa cầu xin. Càng ngày càng nhiều ma khí, từ trong cơ thể nàng chuyển ra, trong chốc lát, đem phòng giam hóa thành một phương ma vực. Đánh ngươi cũng coi như là chăm sóc ngươi đi. Tiêu nhiên hỏi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hơn 100 quyền sau. Tiêu nhiên dừng lại, cưỡi ở trưởng công chúa trên người các ngươi hai cô cháu vừa nãy tán gẫu cái gì, xảo như thế kịch liệt. Trưởng công chúa u oán lườm hắn một cái. Hạ xuống. Thật xiết. Tiêu nhiên đứng lên. Lần sau không cho lại đánh ta mặt. Ngươi nếu không sợ ma khí ăn mòn ngươi thần trí, ta có thể thỏa mãn. Trưởng công chúa nghẹn lời. Lạc nhiên để ta tự phế tu vi, giải trừ tu luyện cái môn này cấm công sau di trận. Tiêu nhiên lặng lặng nhìn nàng, chờ nàng đoạn sau. Trưởng công chúa cười khổ, nàng cũng không biết, cái môn này cấm công cũng không phải là nàng suy nghĩ, coi như tự phế tu vi, nó cũng có thể tự mình tu luyện. Như không có vàng phượng hoàng áp chế, ta thần trí trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nó chiếm lấy. Việc này tóm lại là một phiền phức, các ngươi hoàng gia chuyện tình, ta không tố nói. Tiêu nhiên lắc đầu một cái. Khóa lên cửa lao rời đi. Giao hoàng bang từ chối lão trịnh hai người bọn họ xuân phương viện uống rượu đề nghị, cấp tốc đến hồng bà các nàng sân nơi này. Ngàn năm đồng mổ đêm nay muốn đi qua. Tiêu nhiên ông cây đợi thỏ. Khoảng chừng đến 9 giờ khoảng chừng, gió đêm gào thét, trong nháy mắt mạnh gấp 10 lần, lấy khu nhà nhỏ này làm trung tâm, đều bị bao phủ, quỷ khí lan tràn, to lớn tiếng rít ào ào vang lên. Đến rồi. Tiêu nhiên ánh mắt sáng lên. Triển khai linh thanh minh mục, phía chân trời một đạo mây đen, hướng về bên này nhanh chóng lướt tới. Đại Tông Sư thập trọng đạo hành. Xoa xoa tay chưởng, khát khao khó nhịn, này sống lại có thể mập. Mười mấy hô hấp sau. Một đạo quỷ khí từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trong viện, quỷ khí ngưng tụ, kịch liệt lăn lộn, khổng lồ khí tràn, từ trên người nàng truyền ra. Một thấp bí đao, tai to mặt lớn, kỳ xấu cực kỳ, nàng chính là ngàn năm đồng mổ còn không mau mau lăn ra đây. Yên tĩnh, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Ngàn năm đồng mổ sững sờ, một quãng thời gian không gặp, này ba cái tiện tỳ trường bản lĩnh rồi. Các nàng tới không được. Tiêu nhiên từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là ai? Tiêu nhiên, tại thiên lao công tác. Ngàn năm đồng mổ phải đem hắn nhìn thấu, nhìn thấy tiêu nhiên trong cơ thể không hề có một chút sống linh lực, triệt để thả lỏng chỉ bằng một mình ngươi tiểu ngục tốt ngục tốt làm sao vậy bằng bản lĩnh ăn cơm không khó coi tiêu nhiên nói bản tọa hỏi ngươi ba người kia tiện tỳ đây không phải nói cho ngươi biết sao các nàng tới không được ở phía dưới chờ ngươi thật sao ngàn năm đồng mổ âm sâu nở nụ cười bàn bạc quỷ khí diễn biến thành một con che trời bàn tay khổng lồ tàn nhẫn chụp vào tiêu nhiên cổ tiêu nhiên hướng về nàng đi đến, đối mặt tiếp cận cái bàn tay lớn này chưởng, thiên diễm thánh hỏa lao ra, khi hắn bên ngoài thân thiêu đốt, xung kích cao ba trượng, đem chọc tới quỷ khí bàn tay khổng lồ tươi sống bốc hơi lên. Xeo Kim quang lấp lóe, soi sáng thiên địa, đem chu vi quỷ khí toàn bộ xua tan, tiêu nhiên trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngàn năm đồng mổ kinh hải, một đôi mắt hạt châu đều sắp muốn trừng đi ra, vội vàng ra tay thiên quỷ huyền mục đại phát hơn vạn đạo quỷ khí trong nháy mắt bạo phát mấy ngàn con ác quỷ từ trong cơ thể nàng lao ra giữ tợn gầm thét lên hướng về tiêu nhiên nuốt đi trong lúc nhất thời tiêu nhiên cả người đều bị ác quỷ vây nhốt đốt tiêu nhiên khẽ quát một tiếng thiên diễm thánh hỏa đột nhiên cúng một cái biến ảo số tròn mười trượng đem xung kích tới được ác quỷ đốt thành cho bụi ở ngàn năm đồng mổ trong sự sợ hãi cô động thành một con cự lông, miệng rộng mở ra, hướng về nàng thôn phệ quá khứ. Dừng tay. Một đạo tiếng trống giận dữ vang lên, ba bóng người trong nháy mắt vọt vào. Yêu khí nắp ngày, ngưng tụ không tan. Theo ba người bọn họ mới vừa xuất hiện, toàn bộ tiểu viện trực tiếp đã biến thành yêu ma cấm địa, càng quấy yêu khí qua lại lăn lộn. Lại tới nửa rồi ba cái. Tiêu nhiên rất cao hứng. Nhưng cự Long cũng không có định chỉ, đem ngàn năm đồng mổ một cái ăn đi. Xoay tròn loáng một cái, rơi vào trên người hắn. Xoay người, nhìn này ba con lộc yêu. Huynh đệ ba người giống như đúc, là đại tông sư thập trọng. Vận khí không tệ. Tiêu nhiên cười nói. Lộc lớn hơn trước một bước, mặt âm trầm nói rằng. Chúng ta cho ngươi dừng tay không nghe thấy. Nghe thấy được, chính là không muốn dừng. Ngươi giết ngàn năm đồng mổ, Nàng đáp ứng cho chúng ta thù lao ngươi phải thường. Lộc Đại Đạo. Đại ca nói rất đúng, quỷ chết không thể phục sinh, ngươi nhất định phải bồi. Không chỉ có phải thường, còn phải bồi thường gấp đôi. Tiêu Nhiên Minh Bạch, này ba cái yêu quái, tuy rằng tu vi cao thâm, xem bộ dáng này, thật giống không quá thông minh. Nàng đáp ứng các ngươi cái gì? Nàng để chúng ta đi kinh thành, cùng nàng đi một chuyến thiên lao, lấy trưởng công chúa một tia long khí. Sau khi chuyện thành công cho chúng ta thiên yêu chi cốt. Lộc Đại Đạo, các ngươi bị nàng lừa." Tiêu Nhiên nói, "Ngươi liền nói bồi không bồi đi." Tam huynh để tiến lên một bước. Khí thế dung hợp lại cùng nhau, khí thế tăng nhiều, vượt qua đại tông sư cảnh, đạt đến huyền tông cảnh nhất trọng. To lớn yêu ma uy thế, đem vùng thế giới này toàn bộ che lại. Cùng bạo kình phong, như lôi đình giống như quét ngang mà qua ba con heo. Tiêu nhiên khinh bỉ. Huynh đệ chúng ta đáng ghét nhất người khác mắng chúng ta là heo. Lộc đại rít gào. Đại ca cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết hắn. Không có thiên yêu chi cốt, giết hắn, lại xông vào thiên lao, lấy một tia long khí cũng không sai. Mặt khác hai yêu đạo. Cùng bạo yêu khí bao phủ, ba người ra tay ba con mười mấy trường đại yêu lộc bóng mờ, từ mỗi người bọn họ đỉnh đầu lao ra, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một con hơn trăm trường đại to lớn yêu lộc. Đạp ngày mà đến, bốn vó ở trong thiên địa chạy trốn, mà uy chấn kinh bách lý, lấy quét ngang hết thảy tư thái, và về phía tiêu nhiên. Chẳng trách nàng muốn kéo lên các ngươi đồng thời sông thiên lao, đây là đem bọn ngươi đánh thành miễn phí lỗi đánh tay. Tiêu nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ba người này liên thủ, đã bùng nổ ra huyền tông cảnh nhất trọng thực lực phượng hoàng huyền nguyên kiếm pháp lấy kiếm ý gia trì triển khai cái môn này thiên giai cực phẩm kiếm pháp lấy tay làm kiếm kim quan tràn ngập tự lòng bàn tay tỏa ra đáng sợ kiếm ý mới vừa xuất hiện liền đánh tan bọn họ ba yêu khí thế phong tỏa nhảy vào mây xanh thiên địa vạn vật tại đây một đạo kiếm ý trước mặt toàn bộ trở nên bất động ly kim quan hiện ra một con hơn trăm trượng đại kim phượng hoàng bàn để trống hiện, hóa thành một đạo chặt đứt thời gian ánh kiếm, từ thiên địa hạ xuống. Làm tất cả dừng lại lúc. Ba yêu vẫn duy trì bất động đứng tại chỗ, ở tại bọn hắn phía sau, xuất hiện một đạo mấy trăm trượng đại khủng bố ánh kiếm. Cùng bạo kiếm khí, ở bên trong khu nhà nhỏ xung kích. Tiêu nhiên đi tới, nhìn này ba bộ xác chết, hài lòng gật gù. Đưa bọn họ xác chết thu lại, bước chân một bước, cấp tốc trời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, mấy tên thần kiếm vệ tử kiếm đại nhân xuất hiện tại tại chỗ. Phu phu. Bọn họ đều là đại tông sư, nhưng ở chu vi lưu lại kiếm khí trước mặt, liều mạng chống lại, vẫn không chống đỡ được, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Một người sợ hãi, nhanh lên một chút đi ra ngoài, đi xin mời tần phó kiếm chủ. Đợi được tần phương chấn tới rồi, ra tay toàn lực bàn bạc linh lực ngưng tụ thành một đạo vòng bảo vệ, đem tự thân bảo vệ, coi như như vậy, bước đi gian nan, miễn cưỡng bước vào cửa lớn, đợi được hắn tiến vào trong viện. Chu Vi lưu lại kiếm khí xung kích lại đây, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mau mời phương phó kiếm chủ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Thanh liên diệu quan kiếm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đại nhân ngài cũng không được a. À. Một tên tử kiếm đại nhân bật thốt lên. Tần Phương chấn mặt tối sầm lại đứng lên, khi hắn trên đầu diện hung hăng gõ một cái, nói hưu nói vượng. Bản phó kiếm chủ làm sao sẽ không được? Ngài không phải mới vừa gọi chúng ta đi xin mời Phương phó kiếm chủ. Âm. Tần Phương chấn lại là một hồi gõ quá khứ, lườm hắn một cái. Các ngươi nghe lầm. Nhìn thấy mấy người ánh mắt hồ nghi nhìn mình chầm trầm tần phương chấn trong lòng mắng to một đám heo thủ hạ, tuốt hai lần chầm râu, giả vờ giả việc nói. Các ngươi xem trọng, chỉ là kiếm khí há có thể làm khó bản phó kiếm chủ. Lần thứ hai đi tới cửa. Quay đầu lại nhìn tới, vài tên thuộc hạ nhìn mình chăm chăm. Cỏ. Tần phương chấn rất không cao hứng. Nhìn trong sân kiếm khí, đứng cửa, đều có thể cảm nhận được nó khủng bố. Đây là đối phương trong lúc lơ đãng lưu lại, nếu là đúng chính xác chính mình, tính toán hiện tại đều đến nại Hà Kiều đi. Vạn tượng thiên mãn kinh Đem cái môn này thiên giai hạ phẩm công pháp vận chuyển tới cực hạn, ở bên ngoài thân lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo vòng bảo vệ, lần này vững vàng, tiến vào tiểu viện. Kiếm khí bén nhọn, lại một lần nữa xung kích lại đây. Hắn giống như là trong biển rộng phiêu bạc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có lật thuyền nguy hiểm. Cho ta đứng vững. Tần Phương chấn cắn răng. Giang nan hướng về phía trước đi đến. Mồ hôi lạnh đưa hắn toàn thân ướt nhẹp, nhưng hắn ánh mắt rất sáng sủa. Mấy phút trôi qua. Kẹt ở nửa bước huyền tông cảnh, những năm gần đây cũng không từng buông lỏng một hồi bình cảnh. Tại này cổ kinh khủng kiếm khí dưới sự kích thích, hắn lại cảm nhận được thời cơ đột phá. Ngày. Thiên tứ cơ duyên. Tần Phương chấn kích động. Ngoài cửa mấy tên tử kiếm đại nhân vây quanh ở đồng thời mới vừa rồi bị gõ người kia nói đại nhân sẽ không phải vì mặt mũi ở bên trong liều chết chứ ngươi xui xẻo rồi trở lại sau đó chờ làm khó dễ đi không thấy đại nhân bị kiếm khí đánh bay ngươi còn trào phúng hắn đừng sợ mong đại một ít chuyện đơn giản tắm mấy tháng nhà xí tên này tử kiếm đại nhân vẻ mặt đau khổ đều sắp muốn bôn hội Ta hiện tại đi vào nhận tội vẫn tới kịp. Vù. Sân bầu trời thiên địa linh khí cùng nhau chấn động, to lớn uy thế từ bên trong truyền ra. Lấy bên trong làm trung tâm, tất cả thiên địa linh khí đều bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ thôn phệ quá khứ. Mấy người vội vàng nhìn tới, Tần Phương chấn đây là muốn đột phá. Ha ha. Đắc ý tiếng cười lớn từ trong viện truyền ra. Tần Phương chấn từ trong viện đi ra. Âm um sân cũng tại lúc này bôn hội, trở thành một khu phế tích. Không có bản phó kiếm chủ làm không được sự tình, chỉ là một đạo kiếm khí, há có thể làm khó ta. Tần phương chấn tin tướng. Từ lưu lại kiếm khí cùng yêu ma khí đến xem, trước đây không lâu, có một vị cường giả ra tay, đem nơi này yêu ma chém giết. Chúc mừng đại nhân đột phá đến huyền tông cảnh, từ đây hải khoát thiên cao, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Mấy người vuốt mông ngựa cảnh văn phượng trong nhà. Tiêu nhiên ngồi ở trên giường diện, kiểm tra thu hoạch. Trấn áp ngàn năm đồng mổ cùng lộc yêu tam huynh đệ, tạo hóa kim thư mở ra hai trang, một tờ ghi chép ngàn năm đồng mổ đắc tội nghiệp, một tờ ghi chép huynh đệ bọn họ ba người đắc tội nghiệp. Chớ nhìn hắn chúng không quá thông minh, nhưng nghiệp chướng nặng nề. Phạm vào đắc tội so với ngàn năm đồng mổ còn nhiều hơn, có thể sử dụng vũ lực giải quyết, tuyệt đối không động khẩu chết ở trong tay bọn họ vô tội người rất nhiều. Trấn áp ngàn năm đồng mổ thu được 400 ngàn độ thuần thục, 30 năm linh hồn tu vi. Lộc yêu tam huynh đệ, chỉ cống hiến một thứ, thanh liên diệu quan kiếm, thông thiên linh bảo. Đem 400 ngàn độ thuần thục thêm ở phượng hoàng huyền nguyên kiếm pháp mặt trên. Thuộc tính quét mới. Phượng hoàng huyền nguyên kiếm pháp. Lô hỏa thuần thanh linh sư tu vi lần thứ hai tăng cường, còn kém 70 năm liền có thể đột phá tới đất cảnh. Lấy ra thanh liên diệu quan kiếm, trên thân kiếm diện khắc họa một đóa thanh liên, liên đế ở trên chui kiếm. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển, kiếm như than nhẹ, kiếm khí sắc bén từ từ truyền ra. Tiện tay binh khí có. Tiêu nhiên cười nói. Thử vung vẫy hai lần, kiếm khí dễ như ăn cháo cắt đứt không gian. Thu hồi thanh liên diệu quan kiếm, đem ngọn đèn tắt, tiến vào mộng đẹp hôm nay thiên lao. Bầu không khí so với dĩ vãng muốn ngột ngạt trầm trọng, lại có hai tên ngục tốt sinh cơ bị âm uế khí ăn mòn chết đi, xác chết đặt tại trên mặt đất. Làm tiêu nhiên chạy tới, tiểu chu quay đầu lại làm cái hư thanh thủ thế, chỉ vào thi thể trên mặt đất. Đưa bọn họ hậu tán, thông báo hộ bộ đem tiền an ủi cho bọn họ nhà đưa đi. Giáo úy mặt không hề cảm xúc hạ lệnh. Bốn tên ngục tốt bước nhanh tiến lên, đem hai cổ xác chết nhất đi bản quan vừa nãy nhận được mặt trên tin tức truyền đến, một phút qua đi, tập thần môn đại nhân sẽ đến đây để đi thiên ma môn thánh tử. Giáo úy nói, đại nhân, thiên ma môn thánh tử không phải thành ngu dại sao? Một tên ngục tốt hỏi, lấy hắn làm mồi nhữ, giải đến chợ bán thức ăn bảy ngày qua đi hỏi chém. Đây là muốn câu cá chấp pháp, bức bách thiên ma môn dương nhiệt hiện thân. Xem ra chuyện lần trước, tập thần môn tháng ngày rất khó chịu, liền thủ đoạn như vậy, đều dùng phát ra. Tập thần môn nhân thủ không đủ, mặt trên yêu cầu chúng ta phái mấy người quá khứ duy trì trật tự, các ngươi ai ngờ quá khứ. Giáo úy hỏi. Chúng ngục tốt cúi đầu. Thiên lao tuy rằng nguy hiểm, không cần trực tiếp đối mặt tử vong. Này nếu như quá khứ hỗ trợ, vạn nhất thiên ma môn dương nghiệt đến rồi, thương tới vô tội, sợ cũng bị một làn sóng dẫn đi. Nhìn thấy không ai đi ra, Giáo úy điểm danh. Chỉ lát nữa là phải kết thúc, lại niệm hai cái tên. Tiểu Chu, Tiêu Nhiên. A, à, đại nhân ta còn không có thành gia. Tiểu Chu mặt mày ủ rũ. Ngươi ngày hôm qua không phải thân cận sao? Ta, ta. Nói. Giáo úy sầm mặt lại. Các nàng không phải người. Tiểu Chu oan ức cúi đầu. Mọi người hồ nghi nhìn hắn. Việc đã đến nước này dấu cũng không dối gạt được tiểu chu bất cứ giá nào các nàng đều là quỷ tổng cộng ba cái may là bị đi ngang qua thần kiếm vệ đại nhân diệt ha ha nặng nề bầu không khí theo tiếng cười chập trùng trong nháy mắt bị đuổi tản ra hết sạch có người nước mắt đều sắp muốn cười phát ra không cho cười đều nghiêm túc một chút giáo úy quát mắng vỗ tiểu chu vai đẹp đẽ đại nhân ngươi bắt nạt người. Phu phu. Giáo úy cũng không nhịn được, không lưng phình bụng cười to. Tiếng cười hơi thu lại. Đây không phải thành không thành gia vấn đề, trừ ngươi ra, còn có hơn 10 người cùng đi tới, trong bọn họ có giống như ngươi cũng còn độc thân. Mà ngươi, chỉ ít so với bọn họ may mắn, còn cùng quá thân. Mới vừa yên tĩnh lại, lại bị chọc phát cười. Phân phối xong nhiệm vụ, giáo úy cho điểm đến tên người 10 phút chuẩn bị, 10 phút qua đi ở đây tập hợp. Tiêu nhiên tiến vào luyện ngục. Trực tiếp ở giao lông nơi này dừng lại. Nhìn cửa lao phía ngoài tiêu nhiên, giao lông sợ hãi, kịch liệt dãy dụa, xích sắc ào 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 vang lên. Luyện ngục bên trong giam giữ nhiều như vậy yêu ma, trong đó không thiếu đạo hành cao hơn ta sâu, ngươi vì sao chỉ nhìn chầm chầm ta. Mở ra phòng giam, tiêu nhiên đi vào. Hợp ý. Giao Long một bụng oan ức không địa phương trút xuống, u oán nhìn hắn. Đem thất bảo thải ngọc yêu đái bên trong ba con lộc yêu xác chết lấy ra, vứt tại trước mặt hắn. Còn oan ức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Đột phá mới biết thực tế tàn khốc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cho ta ăn sao? Giao Long nghi ngờ không thôi. Hừng hực liếm môi một cái, nhìn chầm chầm này ba con lộc yêu sát chết. Nhìn thấy tiêu nhiên gật đầu, nghĩ tới tên này sau đó lại muốn thả máu của mình, đem tất cả khí phát tiết tại đây ba bộ trên thi thể. Đột nhiên một nuốt, đưa bọn họ một cái ăn đi. Âm. Yêu khí bạo phát, vô thượng uy thế, từ trên người hắn truyền ra, cùng cuộn yêu khí ngưng tụ, hướng về bên ngoài xung kích. Trong nháy mắt đột phá đến huyền tông cảnh nhất trọng. Cho bản vương phá. Giao Long gầm nhẹ một tiếng. Hùng hậu yêu lực, đem tỳ bà cốt xông ra, đánh gãy xích sắt, triệt để thoát vây. Huyễn hóa chi thuật biến mất, khôi phục thành chân thân. Một con vài chục trượng đại giao long, toàn thân xanh biếc, xoay quanh trên mặt đất. Đèn lồng đại con mắt, bắn nhanh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trên dưới quanh người ánh sáng màu xanh xoay tròn, nương theo lấy long uy áp bức mà tới. Người không sợ. Giao long trêu tức mèo vần chuột. Người đây là nhẹ nhàng sao? Tiêu nhiên hỏi. Bản vương đã đột phá đến huyền tông cảnh, tỳ bà cốt bị xông ra, đạo hành tiến thêm một bước, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ở tại bọn hắn chưa có trở về quá thần đến, kinh thành cũng lại giữ không nổi bản vương. Tiêu nhiên cao mày. Không nên a. À? Giao lòng không rõ, trên đầu diện liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngươi đột phá tại sao không có biến thành chân lông? tiêu nhiên nói ra đáy lòng nghi vấn. Giao Long sắc mặt buồn bã, trong mắt bay lên vô tận cừu hận, nghiến răng nghiến lợi. Ta gân rồng bị giật một cái, tạm thời còn không cách nào duệ biến thành chân long. Có điều, chỉ cần cho ta một quãng thời gian là có thể dựng dục ra mới gân rồng. Đến lúc đó, liền có thể duệ biến thành chân long. Chẳng trách. Tiêu nhiên gật gù. Bây giờ giao long, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 99% còn kém như vậy một điểm. Vẫn là huyền tông cảnh, dùng máu rồng luyện thể, đối với mình hiệu quả cũng rất lớn. Chúng ta nên toán tính sổ, thả ta nhiều lần như vậy máu rồng, ngươi dự định làm sao nếm con. Giao Long hiếp mắt cười gằn. Vậy thì bành trướng sao? Giao Long đắc ý gật gù. Thiên hạ to lớn, cũng lại giữ không nổi bản vương. Thiếu hụt thực tế đánh đập. Tiêu nhiên lắc đầu một cái bước chân đạp xuống, vạn đạo kim quang tỏa ra. Giao Long rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng ở này cổ kim quang trước mặt, mặc cho hắn dãy dụ như thế nào, trong cơ thể yêu lực chính là vận lên không được, trơ mắt nhìn một cước này đạp ở trên người hắn. Âm. Một trận động đất sơn đung đưa, cũng may luyện ngục đủ rắn chắc, lúc này mới hoàn hảo không chút tổn hại. Đợi được tiêu nhiên dừng lại, lần thứ hai nhìn hắn. Hiện tại có cảm giác gì? giao lòng rung lẫy bẫy, cùng mình thân thể. Ta yêu thích ngồi tù. Không miễn cưỡng. Phát ra từ nội tâm. Thiên hạ to lớn, còn có thể chứa được ngươi. Tiêu nhiên hỏi lại. Không cần lớn như vậy, có một nho nhỏ phòng giam, ta liền thỏa mãn. Giác ngộ rất cao. Tiêu nhiên thỏa mãn. Đi tới, giao lòng rất phối hợp thả ra yêu lực, để tiêu nhiên đưa hắn tỳ bà cốt phong ấn, lại đem hắn chói chặt lại. Chủ động đưa tay phải ra, tùy tiện thả. Lần này xếp vào rồng đã năm bình, mãi đến tận hắn hư, lúc này mới dừng lại. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, không có chuyện gì đừng nghĩ trốn ngục. Tiêu nhiên nói. Ra phòng giam, đem cửa lao khóa lên, chạm đích rời đi. Này, này ác ma đến tột cùng là thực lực ra sao? Bản vương cũng đã đột phá đến huyền tông cảnh, còn sử dụng tới chân thân, vì sao đánh không lại hắn. Nghĩ tới đây, giao lòng muốn tuyệt vọng. Nhìn chu vi phòng giam, chẳng lẽ muốn ở đây đem lao để tòa xuyên. Đi ngang qua trưởng công chúa nơi này. Nàng ngồi ở trên ghế vẽ vời, nghe thấy phía ngoài tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, không hề lay động tâm cảnh phá. Ta đây đoạn thời gian không ở, có việc khiến người ta tìm ta. Tiêu nhiên nói. Người đi rồi ta làm sao bây giờ? Nhẫn nhịn tiêu nhiên rời đi. Đến tầng thứ 9, tiến vào tỉnh thất. Đem máu rồng lấy ra uống xong. Huyền tông cảnh máu rồng, hiệu quả so với trước mạnh hai lần, năm bình máu rồng vào bụng, thân thể tu vi lần thứ hai nâng lên. Không tốt uống. Chờ hắn đem cái kia gân rồng dựng dục ra đến, có lẽ sẽ tốt một chút. Tiêu nhiên nói. Đến một tầng phòng khách. Tất cả mọi người đã đến đông đủ giáo úy cũng không trách cứ tiêu nhiên đến muộn, một đám người ở đây yên tĩnh chờ. Cứng cáp mạnh mẽ tiếng bước chân, từ bên ngoài vang lên. Tập thần môn người đã đến, cầm đầu là một gã thần bộ, khi hắn đi theo phía sau ba tên thánh bộ, còn có mười tên danh bộ. Tập thần môn chức quan phân chia cũng rất có ý tứ. Thống lĩnh là tổng thần bộ, sau đó là thần bộ, thánh bộ, danh bộ cùng phổ thông thành viên. Thần bộ thấp nhất là Đại Tông Sư gặp đại nhân. Giáo úy hành lễ. Sắp xếp xong xuôi sao? Thần bộ hỏi. Cũng đã an bài xong. Người đâu? Giáo úy phất tay một cái, hai tên ngục tốt áp giải Thiên Ma Môn Thánh tử từ phía sau đi lên. Mang theo hắn cùng bản quan đi. Thần bộ hạ lệnh. Một đám người đuổi tới. Thiên Ma Môn Thánh tử từ tập thần môn người tự mình áp giải Tiêu Nhiên một đám người đi theo ở phía sau bọn họ. Đoàn người mặt sau. Tiêu Ca, ta đây mí mắt nhảy rất lợi hại, có phải là không hề tốt sự tình muốn phát sinh? Tiểu Chu lo lắng. Trời sập có cao to đẩy. Tiêu Nhiên nói. Ra thiên lao. Xe tù chờ đợi đã lâu, đưa hắn áp giải đi tới, chói chặt lại, đội ngũ lần thứ hai lớn mạnh. Ngoài trừ Tiêu Nhiên bọn họ, còn có một đội hai trăm tên cấm vệ quân cầm đầu giáo úy, tiêu nhiên còn nhận thức, lần trước ở mặt ngọc các dùng tiền tự trong tay hắn mua đi cái cuối cùng cảm ngộ kiếm khí danh ngạch người. Khổng lồ như thế trận chiến, cất bước ở trên đường phố, ảnh hưởng rất lớn, tin tức cũng truyền ra rất nhanh. Tiểu lục tửu lâu Một nhà phổ thông tửu lâu Sân sau Một gian phòng cùng lúc, một tên hắc y nữ nhân, mang một cái nón rộng vành, lạnh lùng ngồi ở chủ vị, cường đại khí tràn truyền ra, chèn ép trong phòng mấy người, khí quyển không dám thở. Càng đến gần nàng, nhiệt độ chung quanh càng lạnh. Nàng kêu thiên ma nữ, thiên ma môn đệ nhất phó môn chủ. Ngoại trừ nàng, còn dư lại mấy người, cũng là thiên ma môn cao tầng, quyền cao chức trọng, dậm chân một cái, thiên ma môn đều phải động đất. Tin tức là thật. Thiên ma nữ lạnh lùng mở miệng. Triệu trưởng lão ngưng trọng gật gù. Việc này đã truyền ra, Người phía dưới báo lại, thánh tử đang bị giam giữ phó chợ bán thức ăn trên đường. Triều đình ở bên kia có bầy thiên la địa võng, một khi đến nơi đó, lại nghĩ phải đem thánh tử cứu ra, khó hơn lên trời. Nơi đây khoảng cách chợ bán thức ăn có còn xa lắm không? Lấy cước trình của bọn họ đến tính toán, một phút sau sẽ đến. Thiên ma nữ rơi vào trầm tư, tự hỏi lợi hại quan hệ. Nửa ngày. Môn chủ đã xuất quan, ngày kia liền có thể đến kinh thành. Nhất định phải ở môn chủ đến kinh thành trước, đem thánh tử cứu ra. Thiên ma nữ nói. Nghĩ đến môn chủ đáng sợ, tất cả mọi người trầm mặt. Như hiện tại ra tay, sợ là một con chuyển vào bọn họ bố trí cạm bẫy bên trong. Triệu trưởng lão nói. Còn có những thứ khác biện pháp. Thiên ma nữ hỏi ngược lại. Tập thể không nói gì. Truyền lệnh xuống, một phút sau, chờ bọn hắn đến chợ bán thức ăn giao tiếp cảnh giác có điều thả lỏng, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Thiên ma nữ hạ lệnh. Trước đoàn xe hành. Tiểu chu lo lắng càng nặng. Tiêu ca ta hiện tại xin nghĩ, có thể hay không bị giáo úy đánh chết. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thiên lao luật pháp thứ 18 con, lâm trận bỏ chạy người, giết hết không xá ba đời bên trong không cho làm quan kinh thương tiêu nhiên nói ta nói chơi tiểu chu rụt cổ một cái đến chợ bán thức ăn nơi này quần chúng vây xem nhiều gấp mấy lần hình đài đã dựng tốt một hình vuông đài cao chu vi có tập thần môn người giới nghiêm thần bộ dừng lại lạnh lùng nhìn thiên ma môn thánh tử một chút ánh mắt sắc bén ở trong đám người nhìn quét tự hồ phải đem ẩn giấu ở trong đám người dư nghiệt nhìn thấu, bàn tay vung lên, hạ lệnh. Đưa hắn áp lên đi. Hai tên ngục tốt vừa muốn tiến lên, đưa hắn từ trên tụ xa áp phó hình đài. Dị biến vào lúc này phát sinh. Liên tục hơn 10 đạo to lớn tiếng xé gió vang lên, bắn nhanh trên đất. Oanh. Tiếng nổ mạnh truyền ra, cung cùng khói đen, dày nặng ngưng tụ, đem chu vi mấy trăm trượng bên trong toàn bộ bao phủ nút trong bóng tối thiên ma môn đệ tử cấp tốc lao ra hướng về la huyền phóng đi thần bộ khóe miệng nhếch lên mặt lộ vẻ xem thường quả nhiên cùng đại nhân dự liệu như thế mang theo ba tên thánh bộ còn có mười tên danh bộ đứng la huyền bên người mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này ngoại vi binh mã chỉ là phổ thông quân đội tại thiên ma môn đệ tử xung phong dưới hoàn toàn không ngăn được còn có khói đen ngăn cản tầm mắt ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu của bọn họ chỉ là một biết thiên ma môn nhân mã liền giết tới bên này cùng người khác ngục tốt ác chiến cùng nhau tiêu ca chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiểu chu căng thẳng vững vàng nắm ánh bạc đao rau trộn tiêu nhiên nói trên còn chưa phải trên ngươi hành tiểu chu nhìn trong tay ánh bạc đao lắc đầu một cái rất thành thực nói ta không được đi bên cạnh đợi, chăm sóc tốt chính mình. Tiêu nhiên nhắc nhở. Vậy còn ngươi? Quản thật chính ngươi là được. Ừ. Tiểu chu vội vàng rời đi. Tìm cái chỗ an toàn, hướng về trên đất một năm, giả chết. Cái tên này. Tiêu nhiên không nói gì. Tình hình trận chiến lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thiên ma môn cường giả ra tay, từ trong bóng tối lao ra, hướng về La Huyền phóng đi. Theo bọn họ xuất hiện, tập thần môn bố trí trong bóng tối thiên la địa võng cũng toàn bộ vận dụng. Hơn trăm tên tập thần môn người gia nhập chiến đoàn, đưa bọn họ đỡ. Quý Đông Dương liền như vậy thủ đoạn hèn hạ đều có thể sử dụng, tập thần môn mặt cũng làm cho hắn cho mất hết. Một đạo tiếng hừ lạnh bỗng dưng nổ vang. Như sấm sét vang lên bên tai mọi người. Kẻ tu vi yếu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà uy lăn lộn, từ trên trời giáng xuống. Thiên ma nữ từ phía sau bay ra, mang theo thiên ma môn một đám cao tầng tới rồi. Ta đi ngăn cản mấy người bọn hắn, các ngươi đem thánh tử cứu ra. Thiên ma nữ nói. Tại chỗ lóe lên, tàn ảnh bay xuống. Xuất hiện tại thần bộ trước mặt bọn họ, mặt lộ vẻ xem thường. Cúc. Tay ngọc ấn xuống, thiên địa chấn động, một bàn tay lớn ấn bá đạo đánh tới. Cùng tiến lên, đưa nàng ngăn cản thần bộ sắc mặt đại biến. Nhìn này con đánh tới đại thủ ấn, từ trong cảm nhận được tử vong hồi hộp, không dám có bất kỳ bảo lưu, huyền minh thần kiếm. Ống ánh ánh kiếm, ở trong thời gian nhanh nhất chém ra hơn trăm kiếm, bổ về phía thiên ma nữ. Ba tên thánh bộ cùng mười tên danh bộ, cũng cùng ra tay, hướng về nàng giết đi. Mà quan đại thủ ấn hạ xuống, đưa bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thiên ma nữ vừa muốn có hành động, một luồng khí thế đưa nàng khóa chặt. Một tên phó tổng thần bộ, từ phía trước đi ra, vài bước đến đối diện với nàng. Bất kể là phương pháp gì, chỉ cần có thể đem bọn ngươi những ma đầu này tru diệt, chính là thật phương pháp. Phó tổng thần bộ nói. Thật sao? Thiên ma nữ trong nháy mắt ra tay. To lớn hơn ma uy bạo phát, hướng về bị giết quá khứ. Phó tổng thần bộ không hề ý sợ hãi, cùng nàng đánh nhau lấy hai người làm trung tâm, chu vi hơn trăm trượng bên trong, không người dám tới gần. Lúc này, thiên ma môn triệu trưởng lão đẳng nhân, cũng chạy tới la huyền nơi này, tên kia bị thiên ma nữ kích thương thần bộ, còn có nút trong bóng tối ba tên thần bộ, che ở trước mặt bọn họ. Từng đôi chém giết. Nhưng thiên ma môn bên này ông quyết tâm quyết tử, như la huyền có chuyện, chờ thiên ma môn môn chủ đến, bọn họ đều không có kết quả tốt, mỗi một người đều đang liều mạng tập thần môn bên này kiên kỵ rất nhiều, không có phá phủ trầm chu quyết tâm. Hơn nữa vừa nãy tên kia thần bộ, bị thiên ma nữ đánh thành trọng thương, mười mấy hồi hợp hạ xuống, tên này bị thương thần bộ, cái thứ nhất hy sinh. Các ngươi ngăn cản bọn họ, ta đi cứu thánh tử. Triệu trưởng lão nói, đem thân pháp triển khai đến cực hạn, hướng về la huyền phóng đi. Cái này gọi là thiên la địa võng. Tiêu nhiên biểu môi mắt thấy hắn khoảng cách La Huyền không đủ ba bước, trong nháy mắt ra tay. Chân cảnh thập trọng lực lượng linh hồn, ngưng tụ thành một cái kim mây, nhanh tàn nhẫn chính xác, từ triệu trưởng lão mi tâm xuyên thấu. a à. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, triệu trưởng lão sát chết té lăn trên đất. Tiêu diệt hắn. Thiên ma môn còn dư lại mấy tên cao tầng, lực lượng linh hồn một phân thành ba, lấy quỷ dị xảo quyệt cốc độ, đưa bọn họ đánh giết mà bọn họ còn vẫn duy trì tư thế cũ đối mặt ba tên thần bộ công kích xác chết trong khoảnh khắc bị hủy này chuyện gì thế này một tên thần bộ hồ nghi nói rằng đừng xem ta ta cũng không biết nghĩ nhiều như thế làm gì ngược lại bọn họ chết ở trong tay của chúng ta công lao này ai cũng cướp không đi mặt khác hai người nói ba người liếc mắt nhìn nhau ngầm thừa nhận thuyết pháp này làm sao bây giờ các ngươi đi giúp phó tổng thần bộ, ta đi giải quyết thiên ma môn những thứ khác dương nghiệt. Thương lượng thật đối sách, lúc này tách ra. Một tên thần bộ vọt vào trong đám người, lấy đại tông sư tu vi, hành hạ đến chết đám tay mơ này, như vào vô ngã cảnh giới. Còn dư lại cái kia hai tên thần bộ, chạy tới hỗ trợ. Thiên ma nữ cùng tên này phó tổng thần bộ, đều là nửa bước huyền tông cảnh, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì hiện tại có hai tên thần bộ hỗ trợ phó tổng thần bộ như hổ thêm cánh đem thiên ma nữ đè lên đánh nhìn thấy chiến đấu không có gì hồi hộp tiêu nhiên thu tầm mắt lại tạo hóa kim thư xuất hiện mở ra một tờ giới thiệu bốn người bọn họ thông tin thông điệp còn có phạm vào tội nghiệp triệu trưởng lão phạm tội nghiệp so với bọn họ ba người gặp lại còn nặng hơn rất nhiều chết ở trong tay hắn vô tội phụ nữ có thật nhiều dù cho đưa hắn phân thay 10 lần đều không thể cọ rửa tội nghiệp của hắn. Kim quang xoay tròn, xuất hiện ba cái đồ vật, 700.000 độ thuần thục, 70 năm linh hồn tu vi, ngày nô thần chỉ, thiên giai cực phẩm. Đêm này 700.000 độ thuần thục, thêm ở Phượng Hoàng Huyền Nguyên kiếm pháp mặt trên. Thuộc tính quét mới. Phượng Hoàng Huyền Nguyên kiếm pháp Xuất thần nhập hóa tại đây 70 năm linh hồn tu vi gia trì dưới, linh sư tu vi đột phá, một lần bước vào địa cảnh có thể so với võ giả huyền tông cảnh lực lượng linh hồn vừa ra dễ như ăn cháo giết chết huyền tông cảnh nhất trọng đại lão ngày nô thần chỉ không hiệu quả nô dịch chúng sinh cầu sinh không thể muốn chết không cách nào vẫn được không uổng công ta ra tay một lần tiêu nhiên cười nói lúc này khói đen đã tiêu tan gần như có thể thấy rõ chu vi cảnh sắc tiểu chu tiến tới Tiêu ca ngươi đang ở đây làm gì đây? Ngươi không giả chết sao? Tiêu nhiên trêu ghẹo. Tiểu chu sợ hết hồn, làm cái hư thanh thủ thế. Hảo ca ca ngươi đừng nói lung tung, ta mời khách, xuân phương viện tùy tiện chơi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Họa Linh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Việc này nói sau, thiên ma môn dương nhiệt đã không xong rồi, không trả nổi đi cướp mấy người đầu tiêu nhiên đá hắn một cước ừ tiểu chu phục hồi tinh thần lại xông lên trên ánh bạc đao vung vẩy trước ở kết thúc trước mạnh mẽ từ tập thần môn người trong tay đoạt ba người đầu nhìn còn dư lại chiến đoàn đê tiện các ngươi tập thần môn chỉ có thể lấy nhiều khi ít thiên ma nữ chửi ầm lên đối phó các ngươi những ma đầu này ai còn với các ngươi nói cái gì đạo nghĩa phó tổng thần bộ chăm chọc. Ba người phối hợp, lần thứ hai ở nàng ngực lưu lại một đạo ba tất sâu vết đao. Cơ hội tốt. Phó tổng thần bộ ánh mắt sáng lên. Vọt tới trước mặt nàng, quát lên. Chí dương thiên long trưởng. Phù. Thiên ma nữ bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Dựa vào nguồn sức mạnh này, đem thân pháp triển khai đến cực hạn, hóa thành một đạo ma yên trốn xa, tức đến nổ phổi thanh âm của từ đằng xa truyền đến mối thù hôm nay nó ngày ta muốn để cho các ngươi cả gốc lẫn lại nếm trả về đến chờ ngươi sống sót trời đi kinh thành lại nói phó tổng thần bộ cười gằn mang theo hai tên thần bộ cấp tốc đuổi theo trong chốc lát liền không thấy tung tích liền này tiêu nhiên nhổ nước bọt nếu nói thiên la địa võng suýt chút nữa bị người ta cho đánh xuyên qua chẳng cách bị người lăn lộn đi vào còn bò đến cao tầng còn dư lại tên kia thần bộ đi tới ở la huyền trước mặt dựng lại cha ta muốn ăn kẹo la huyền cười ngớ ngẩn nói rằng ta nuôi không ra như ngươi vậy nghiệp chướng nhanh như tia chớp đánh ra một chưởng cùng bạo chưởng lực đem la huyền kể cả xe tù cùng phá hủy quét tước pháp trường thần bộ đại nhân hạ lệnh đại nhân chúng ta làm sao bây giờ một tên ngục tốt không nhìn được hỏi dò. Các ngươi lần này biểu hiện rất tốt, chờ việc này đăng báo, ngày mai thưởng thì sẽ hạ xuống. Nơi này không có người chúng chuyện gì, đều trở về đi thôi. Tới thời điểm đầy đủ 50 người, trở lại chỉ còn dư lại 18 người, trong đó còn có 8 người bị thương. Đến thiên lao. Giáo úy mặt tối sầm lại, trong cơn giận giữ đem cái bàn đạp lăng, chửi ầm lên. Tập thần môn người đều là heo. Biết rõ Thiên Ma Môn sẽ cứu viện, lại chỉ phái như thế điểm người. Bọn họ coi chính mình là ai? Mấy phút sau, giáo úy khí ra, không thể không đối mặt hiện thực. Lập tức tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, hắn rất khó làm a. À. Tại chỗ đi vòng vo vài vòng, càng nghĩ càng tức giận, nuốt không trôi cơn giận này, không được. Ta phải đi tìm linh đại nhân bọn họ đòi cái công đạo. Ánh mắt rơi vào Tiêu Nhiên đẳng nhân trên người, các ngươi lần này cực khổ rồi, đều tốt dạng, không có ném chúng ta thiên lao mặt. Ngoại trừ giết địch thưởng, ta sẽ hướng lên phía trên xin, mỗi người thưởng một ngàn lạng, bị thương lật gấp ba. Tạ đại nhân. Cho các ngươi thả ba ngày giả, khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Giáo úy dặn dò. Tiêu nhiên đẳng nhân rời đi. Ra thiên lao, màn đêm buông xuống. Tiêu ca ngày hôm nay đã muộn, trưa mai xuân phương viện cửa, ta tên trên lão trịnh bọn họ tùy tiện chơi tiểu chu nói trên đường cẩn thận một chút tiêu nhiên nói ừ tiểu chu đáp một tiếng trở lại cảnh văn phường trong nhà tiêu nhiên ở bên ngoài phòng ngừng lại trên mặt đất có huyết dịch mãi cho đến cửa phòng nơi này biến mất khách tới người sao tiêu nhiên nói bàn bạc lực lượng linh hồn quét ngang đi ra ngoài tiến vào phòng kiểm tra trên mặt đất nằm một tên nữ nhân, vết thương chằng chịt, ở ngực của nàng, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hầu như muốn nàng nửa cái mạng. Đây không phải thiên ma nữ. Tiêu nhiên kỳ quái. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Ngươi, ngươi là ai? Thiên ma nữ suy yếu nói. Nhìn vẻ bên trong trưởng công chúa, sắc mặt kiên kỵ. Ngươi sẽ không phải bị nàng đã thương chứ. Tiêu nhiên chỉ vào vẻ nếu như không phải là bị tập thần môn người vây công bị thương chỉ là một bức họa phất tay có thể diệt ồ thành họa linh sao tiêu nhiên kinh dị một tiếng một đạo đến thuần linh lực đánh vào vẽ bên trong kim quan tỏa ra đem vẽ rọi sáng vẽ bên trong trưởng công chúa đi ra khí tức tăng cường đạt đến tông sư cảnh nhị trọng không nghĩ tới tiện tay làm vẽ lại dựng dục ra linh trí tiêu nhiên nói Vùng tay phải lên kim quan biến mất, vẽ lần thứ hai khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Kéo tới một cái ghế, uống trà, rất hứng thú hỏi. Trong kinh thành còn có các ngươi dương nghiệt. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sẽ không. Loại người như ngươi, không chịu chút vị đắng không thành thật. Tiêu nhiên nói. Thiên nô thần chỉ sử dụng, đánh vào nàng ngực một chỗ khiếu trên huyệt. Cái môn này chỉ pháp độ thuần thục không, lần thứ nhất sử dụng có chút ngốc nhưng thu thập bây giờ thiên ma nữ đã đầy đủ. A. À, thiên ma nữ đau kêu thảm thiết đi ra. Như là có vô số tiểu nhân cầm châm ở tết linh hồn nàng, đau trên đất lăn qua lộn lại lăn lộn. Hiệu quả tốt như vậy. Liên tiếp hai ngón tay đánh xuống đi. Thiên ma nữ không chịu nổi, mở miệng xin tha. Chúng ta ở kinh thành người, hầu như đều chết ở tập thần môn trong tay. Hơn nửa lần này cứu viện thánh tử thất bại, đã nguyên khí đại thương, có điều ngày mai môn chủ thì sẽ đến kinh thành. Hắn ở đâu đặt chân? Tiêu nhiên hỏi. Tiểu lục tử quán, chúng ta thiên ma môn trạm gác ngầm, ngoại trừ trong môn phái cao tầng không một người biết. Trên đường chậm một chút, chờ chút các ngươi môn chủ. Tiêu nhiên nói. Đưa nàng giải quyết. Tạo hóa kim thư mở ra một tờ, giới thiệu nàng phạm vào tội. Cặn bá nữ. Nhìn rất có sắc đẹp, kỳ thực nhưng là thiên nhân trảm, chuyên môn gieo vạ ngây thơ thiếu nam. Kim quang xoay tròn, cho thấy hai vật, 500.000 độ thuần thục, 40 năm tu vi võ đạo. Đem 10 vạn độ thuần thục thêm ở trên trời nô thần chỉ trên, 400.000 độ thuần thục thêm tại cửu thiên ngự linh chí thuần công trên. Thuộc tính quét mới. Thiên nô thần chỉ. Cạn thí gia long cửu thiên ngự linh chí thuần công vẫn là như cũ, đây là cẩu nhà giàu, ăn độ thuần thục rất lợi hại đến thuần linh lực lần thứ hai tăng cường, còn kém 135 năm đạo hạnh là có thể đột phá. Đưa nàng sát chết xử lý xong, tắt đèn ngủ. Ngày mai, tiêu nhiên tự nhiên tỉnh lại, triển khai lười eo, nhìn bay lên mặt trời, thả ba ngày giả đúng là có thể nghỉ ngơi một chút. Lấy ra 10 giọt linh nước uống dưới, trì hoãn già yếu, vĩnh trú dung nhan. Đến trưa, ra cửa, hướng về Xuân Phương Viện đi đến đi ngang qua túy tiên viện, còn đang thi công trùng kiến bên trong. Các ngươi nghe nói không? Long Nguyên học cung xảy ra chuyện lớn, cái nào đó chí bảo thật giống bị trộm đi rồi. Việc này ta có thể xác nhận, ta cô vợ con di tử phu quân, ngay ở Long Nguyên học cung đang làm nhiệm vụ, chí bảo xác thực bị trộm. Ta thiên lao bên kia còn có thân thích, có người nói mười mấy tên học sinh bị giải vào thiên lao, hình phạt nghiêm khắc tra hỏi. Chu Vi truyền đến tiểu thương nghị luận tiêu nhiên nghe xong một hồi lăn qua lộn lại liền cái kia mấy câu nói lẫn nhau thổi phồng rồi rời đi đến xuân phương viện chỉ có tiểu chu một người tiêu ca ngươi tới rồi lão trịnh hai người bọn họ đây tiêu nhiên hỏi bọn họ buổi chiều có nghỉ nửa ngày ta đi ký túc xá gọi bọn họ lại bị báo cho thiên lao có việc gấp bị đại nhân gọi đi tiểu chu nói khoảng chừng liếc mắt một cái đè thấp âm thanh tiếp tục nói ta nghe nói Long Uyên học cung bị trộm, viện trưởng vô cùng tức giận, phàm là đêm qua ở học cung học sinh, đều bị đánh vào thiên lao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Thiên yêu cốt hải Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên đường tới, ta cũng nghe nói Tiêu nhiên gật gù Tiểu chu kinh ngạc Mặt trên không phải yêu cầu bảo mật Làm sao còn truyền ra như thế mở Nghĩ lại vừa nghĩ sẽ hiểu. Long Nguyên Học cung chí bảo bị trộm, chuyện lớn như vậy, còn giam giữ mười mấy tên học sinh, tin tức ép không được. Việc này cùng chúng ta không liên quan, đi uống rượu." Tiểu Chu nói. Tiến vào Xuân Phương Viện. Muốn một căn phòng riêng, muốn gọi mấy cái cô nương đến tiếp, bị Tiêu Nhiên cự tuyệt. "Tiêu ca nói xong rồi ta mời khách tùy tiện chơi, như ngươi vậy ta rất khó làm. Thay ngươi tiết kiệm tiền không vui." người khác thay ta tiết kiệm tiền ta cao hứng, nhưng tiêu ca ngươi mời ta chơi nhiều lần như vậy, chỉ uống rượu hoa này không được bao nhiêu tiền, ta đây trong lòng băn khoăn. Tâm ý đến là được. Tiêu nhiên uống một hớp rượu. Tò mò nhìn hắn. Ngươi kết thân việc này, ngươi xử lý như thế nào? Nhất lên việc này, tiểu chu liền nổi giận trong bụng, tức giận nắm đấm nền ở trên bàn. Hắn suýt chút nữa bị sợ chết, lúc đó liền dẫn người đi tìm giật dây người tính sổ. Đối phương cũng không biết, bất quá vẫn là trả giá một điểm đánh đổi, việc này mới coi như bỏ qua đi. Ừ. Tiêu Nhiên đáp một tiếng. Mặt hắn vừa khổ đi. Cha ta nói lần này tiền đáng tin điểm bà Mai, qua mấy ngày lại cho ta giới thiệu một mối hôn sự. Hắn thật là người cha đẻ. So với cha đẻ còn thân hơn. Ngươi sẽ không hỏi tại sao? Tiêu Nhiên nói. Hỏi? Hắn nói thiên lao công tác quá nguy hiểm động một chút là người chết thừa dịp ta còn kiện toàn mau mau cho lão chu nhà lưu cái đèn nhang tiêu nhiên phục rồi dựng thẳng ngón tay cái tiểu chu nhịn không được việc này quá uất ức kêu bốn tên cô nương tiêu ca ngươi thật sự không chơi ngươi tùy ý ta sẽ không khách khí tiểu chu nói ông hai cô nương rời đi mới ra cửa phòng hắn lại trở về hai không đủ tiêu nhiên hỏi tiểu chu lắc đầu một cái chỉ chỉ bên ngoài đại nhân phái người đến rồi lão trịnh từ bên ngoài đi vào phất tay một cái đem cô nương đuổi ra ngoài cầm chén rượu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch thoải mái nói chính sự tiêu nhiên nói ngày hôm qua nhiệm vụ thiên lao chết rồi không ít người mặt trên chính đang hài hòa người mới còn chưa phái tới lúc này giam giữ mười mấy tên học sinh không giúp được chúng ta không phải thả ba ngày giả. Tiểu Chu nói tiếp. Đại nhân đều tự mình lên, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lão Trịnh lường hắn một cái. Có. Ngươi thì không thể sớm đến một hồi. Cô nương tiền ta đều đã cho. Tiểu Chu khó chịu. Trở lại thiên lao. Giáo úy hầu ở một ông già bên người, trừ bọn họ ra, còn có một lô, gích học sinh, xem ra là đệ tử của hắn đại nhân ngươi tìm chúng ta. Tiểu Chu nói. Ừ. Giáo úy gật gù. Vị này chính là Long Uyên học cung nổi danh đại nho văn phó trước tiên, đây là hắn học sinh Trần Văn Hành, phụ trách hỏi cung lần này chí bảo bị trộm một chuyện. Giới thiệu xong thân phận của bọn họ, bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Hai người các ngươi phụ trách thẩm vấn giam giữ ở tầng thứ 9 người, bọn họ hiềm nghi trọng đại, chỉ cần không đem bọn họ giết chết, tùy tiện dụng hình. Bọn họ sau đó trả thù làm sao bây giờ? Tiểu Chu lo lắng. Giáo úy cười gằn. Các ngươi không cần lo lắng, yên tâm lớn mật đi làm. Nhìn thấy hai người phải đi, lại sẽ tiêu nhiên gọi lại. Đem công văn cùng huyền không túi đưa tới. Tiêu nhiên ngươi trước đem giam giữ ở luyện ngục bên trong mã yêu sử tử. Ừ. Tiêu nhiên tiếp nhận công văn. Đến tầng thứ 9, hai người tách ra, hắn tiến vào luyện ngục nhìn thấy hắn lại trở về trưởng công chúa để cây viết trong tay xuống tò mò hỏi ngươi không phải là bị điều tạm đi ra ngoài sao sự tình đã giải quyết sẽ trở lại ta nghĩ ăn trong hoàng cung bạch liên hoa cao sau đó ta cùng giáo úy nói tiêu nhiên nói nhìn bóng lưng hắn rời đi trưởng công chúa đúng là vẫn còn không có nói ra hỏi hắn vì sao có thể khắc chế tu luyện cửu thiên ngự linh chí thuần công sau di trận đến 102 số phòng giam nơi này dừng lại. Mở ra cửa lao đi vào. Đem hình cụ lấy ra lau chùi sạch sẽ, công văn mặt trên yêu cầu, gỡ xuống hắn hết thảy vật liệu. Động thủ trước có thể nghe ta nói một cố sự. Mã yêu sắc mặt bình tĩnh. Có thể. Từ trước có một đối với phụ nữ, phụ thân coi con gái vì là hòn ngọc quý trên tay, muốn bầu trời mặt trăng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hái cho nàng nhưng có một ngày con gái ra ngoài đợi được nàng trở về mang về một tên bị thương nam tử phụ thân muốn giết hắn bị con gái ngăn trở theo thời gian chậm lại nam tử thương thế từ từ khôi phục hai người cũng nhật cửu sinh tình thừa dịp phụ thân đi xa nhà nam nữ tư thông đi lại với nhau đợi được phụ thân trở về thấy nhưng là con gái lưu lại một phong thư cố nén điên phụ thân khắp thế giới tìm kiếm con gái khi hắn rốt cuộc tìm được con gái lúc cũng đang nữ nhi phần mộ trước phụ thân gào khóc, sau đó điều tra nữ nhiên nguyên nhân cái chết, lúc này mới biết được con gái nam nữ tư thông đi lại với nhau sau đó hai người cũng đã kết hôn. sau đó nam tử nhận được tin tức quận trưởng vợ bệnh nặng, không phải tiên thiên cảnh yêu ma trái tim bỏ thuốc không thể trị liệu, mở ra trọng thưởng nếu ai có thể có được tiên thiên cảnh trở lên yêu ma trái tim cho phép lấy quan to lộc hậu. nam tử vì làm quan lời chót lưỡi đầu môi một phen thiết kế để con gái đem tim đào ra nhân cơ hội chém xuống đầu của nàng. Làm phụ thân tìm tới hắn lúc, hắn đã là một phương huyện lệnh, vẫn là quận trưởng rễ hiền. Dưới cơn thịnh nộ, đưa bọn họ một nhà già trẻ tất cả chém giết. Mã yêu nói. Tiêu nhiên trầm mặt, đứng lập trường không giống, suy tính vấn đề cũng bất đồng. Nhưng hắn vẫn là mở miệng. Thiên đạo có luân hồi, không có một người xấu có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Cảm ơn ngươi nghe ta nói hết cố sự này. Mã yêu nói. Huyết mạch thiêu đốt, nhằn nhịt khắp nơi, diễn hóa ra một hư không hốc tối. Đây là ta thiên mã nhất tộc thần thông thiên phú, ngươi nghe ta cố sự, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Một bộ hoàn chỉnh cốt hải, từ nơi này đạo hốc tối trung phi ra. Cốt hải vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng truyền ra, chỉ bằng vào khí tức, liền chèn ép không gian truyền ra tiếng trên rỉ, hùng hậu dày đặc yêu khí che kín bầu trời, ngăn ngắn mấy hô hấp bên trong, đem phòng giam diễn biến thành một phương yêu ma cấm địa đây là thiên yêu chi cốt mã yêu nói theo huyết mạch thiêu đốt sạch sẽ hắn cuối cùng một hơi cũng theo đó tản đi đi tốt tiêu nhiên nói bàn tay kim quan vạn đạo đem này là cốt hải nắm ở trong tay ở kim quan trấn áp lại cốt hải cấp tốc thu nhỏ biến thành trẻ con mini lớn nhưng yêu khí nhưng càng thêm đáng sợ thiên yêu chi cốt chẳng lẽ là huyền tông cảnh trở lên yêu ma cốt hải tiêu nhiên suy đoán đưa nó thu vào thất bảo thải ngọc yêu đái nhìn mã yêu xác chết yêu đã chết tạo hóa kim thư cũng không có xuất hiện nhất theo thi thể của hắn đến địa hỏa nơi này ngươi là người thứ nhất để ta ngoại lệ yêu ma tiêu nhiên nói đưa hắn ném vào địa hỏa bên trong lửa cháy hừng hực thiêu đốt đưa hắn xác chết thôn phệ trở lại một tầng phòng khách. Đem Huyền không túi cùng văn thư đưa tới, giáo úy kiểm tra một lần, nghi hoặc nhìn hắn, tiêu nhiên nói: "Thất thủ." Chỉ này một lần, dưới không ngoại lệ. Giáo úy vẫn tương đối coi trọng hắn. Trưởng công chúa muốn ăn trong hoàng cung bạch liên hoa cao. Bản quan sẽ đem tin tức chuyện đi tới, đã làm xong khiến người ta giao cho ngươi." Tiêu Nhiên rời đi, trở lại tầng thứ chín, tiểu chu vội vàng vẫy tay. Tiêu ca ngươi mau tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Giang thương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tiêu nhiên hỏi. Tiểu chu đề thấp âm thanh, vừa nãy ta đơn giản hỏi cung một lần, bọn họ sáu người miệng rất cứng, cự cứ không mở miệng. Ngươi nghĩ nói cái gì? Tiêu ca ngươi túc trí đa mưu, có thể có cái gì tốt phương pháp? không có. Tiêu nhiên tiến vào phòng giam. Mười mấy tên Long Uyên học cung học sinh, dựa theo hiểm nghi phân biệt giam giữ ở tầng thứ nhất đến tầng thứ chín. Hiểm nghi càng nặng, số tầng càng sâu. Có tới sáu người giam giữ ở tầng thứ chín, có thể thấy được bọn họ sáu người hiểm nghi to lớn nhất. Nhìn thấy tiêu nhiên đi vào, tên này bị giam áp học sinh, hướng về phía hắn rít gào. Thả ta đi ra ngoài. Ta là vô tội thật sự giả không được, đồ giả, tác phẩm rỡm thật không? Tiêu nhiên nói, ta muốn thấy viện trưởng, các ngươi đây là vu oan giá họa. Di thần khống hồn thuật. Tiêu nhiên vận dụng cái môn này linh kỹ. Hai con mắt kim quang lấp lóe, một tầng gợn sóng dập dần đi ra, lấy hắn bây giờ linh sư tu vi, lực lượng linh hồn mạnh, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Ở kim quang dưới, người học sinh này thần trí mê ly, bị tiêu nhiên khống chế nói cho ta biết người tối hôm qua đang làm gì vào đêm sau đó đọc một hồi văn chương cơn buồn ngủ kéo tới liền tắt đèn ngủ tiêu nhiên thu hồi di thần khống hồn thuật ra phòng giam đem cửa lao khóa lên tiến vào đệ nhị phòng giam bào chế y theo chỉ dẫn liên tiếp hỏi năm người cũng không phải bọn họ làm ra đến cuối cùng một gian phòng giam nơi này nhìn thấy thay đổi một tên ngục tốt người học sinh này sắc mặt không hề thay đổi khá là trấn tĩnh nhưng trong lòng lại rất gấp gáp tiêu nhiên cùng tiểu chu không giống đồng dạng là ngục tốt nhưng khí chất không giống nhau một cái ánh mắt một động tác đều có thể mang đến lớn lao cảm giác ngột ngạt ngươi cùng bọn họ không giống nhau không làm phiền không làm khó tiêu nhiên nói viện trưởng nếu hạ lệnh để thần kiếm vệ nhúng tay việc này đem chúng ta nhốt vào thiên lao ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước chúng ta những người này hiềm nghi vĩnh viễn không cách nào tắm thoát. Vào lúc này ồn ào, chỉ làm cho chính mình trêu chọc mầm họa. Người học sinh này cười khổ. Tầm tính không sai. Tiêu nhiên nói. Di thần khống hồn thuật triển khai, đưa hắn khống chế. Người tối hôm qua đang làm gì? Âm. Hạo nhiên chính khí từ đỉnh đầu của hắn lao ra, chính nghĩa, thần thánh, diễn biến thành một mảnh kim quang, muốn bảo vệ hắn thanh minh, phá tan tiêu nhiên linh kỷ. Ồ, lại lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Tiêu nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Mặt trên chỉ nói là những học sinh này là trọng điểm mầm, không ai lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Nếu là lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cũng sẽ không đến thiên lao, mỗi một cái lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí học sinh, đều là học cung bảo bối, dù cho phạm sai lầm cũng sẽ bên trong xử lý, mà không sẽ làm thần kiếm vệ nhúng tay. Như vậy suy đoán, hắn hết sức che giấu hạo nhiên chính khí, sợ sệt người khác phát hiện cái gì. Cúc về. Tiêu nhiên quát mắng. Đến thuần linh lực lao ra, đêm này của bé nhỏ hạo nhiên chính khí trấn áp tiến vào trong cơ thể hắn, lần thứ hai khống chế hắn thần trí. Nói. Quảng thời gian trước Trần Văn Hành chó ngáp phải rùi, ở thanh viên thư điếm mua ba bức vẽ. Này ba bức vẽ đều là xuất từ thánh thủ tác phẩm, mỗi một bức họa cũng có thể làm cho người lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, hắn hấp thu một bức họa bên trong ý cảnh lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí trở thành trong học cung đệ tử thân truyền tuy rằng mặt trên cực lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn là bị ta hỏi thăm được vì được còn dư lại hai bức vẽ liên hợp ngô đạo trưởng mấy ngày trước lập ra kế hoạch ở tối hôm qua động thủ được cái kia hai bức vẽ hai chúng ta người một người một bức hắn sau khi rời đi ta sợ sệt đêm dài lắm mộng mượn vẽ bên trong ý cảnh lĩnh ngộ ra hạo nhiên chính khí người học sinh này nói vẽ tiêu nhiên cảm thấy việc này rất quen thuộc một hòa thượng một thanh đại bảo kiếm một mặt trời thanh viên thư điếm trưởng quỷ có mắt mà không thấy núi thái sơn đem bực này chí bảo tiện giá cả một vạn lượng liền bán đi tiêu nhiên sắc mặt tối sầm lại hắn xem như là minh bạch chính mình bán cho thanh viên thư điếm cái kia ba bức vẽ một bức một ngàn lạng gian thương này qua tay liền bán một vạn lượng một bức tan tầm sau đó lại đi tìm hắn. Tiếp tục hỏi dò. Ngô đạo trưởng ở đâu? Ra Kinh Thành, hướng Tây thẳng hành 50 dặm, có tòa núi nhỏ, ngô đạo trưởng sẽ ngủ ở bờ sông Giang nhà nơi đó. Thu hồi di thần khống hồn thuật, tiêu nhiên ra phòng giam. Người học sinh này mặc lộ vẻ mờ mịt, đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra hồn nhiên không biết. Nhìn rời đi tiêu nhiên, nghi hoặc cau mày. Hắn đi như thế nào? Trở lại phòng khách tiểu chu rót một chén trà đưa tới tiêu ca ngươi không dụng hình dùng tiêu nhiên tiếp nhận cốc uống trà uống một hớp dưới chúng ta đi đi đâu tiêu nhiên không có nhận nói tiểu chu ánh mắt sáng lên kích động hỏi có kết quả sao ừ tiêu nhiên gật gù đến tầng thứ nhất phòng khách nơi này các ngươi tới vừa vặn ta đang muốn khiến người ta đem bọn ngươi gọi tới giáo úy nói có việc tiêu nhiên kỳ quái tập thần môn làm việc tuy rằng vô căn cứ chuyên ngành hãm hại đồng đội nhưng làm người vẫn tính khí quyển nên cho ban thưởng một điểm không ít còn nhiều mấy phần giáo úy đem hai tấm ngân phiếu phân biệt đưa cho hắn cùng tiểu chu mặt tráng một vạn lượng thiên lao công tác tuy rằng nguy hiểm nhưng đãi ngộ nhưng phi thường phong phú đây là các ngươi ứng đắc giáo úy nói Tiêu Nhiên đem ngân phiếu nhận lấy, giáo úy lại lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa tới. Lần này mặt trắng là một ngàn lạng. Đây là ta hướng lên phía trên xin cho các ngươi thưởng. Tạ đại nhân. Hai người nói cảm ơn. Giáo úy hỏi: Các ngươi không phải ở thẩm vấn nghi phạm, chẳng lẽ có kết quả sao? Từ Tiêu Nhiên đáp một tiếng, đem quá trình tỉnh lược nói thẳng kết quả. Bản quan quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi lại lập xuống một công." Giáo úy kích động nói. "Công lao trước tiên cho các ngươi nhớ kỹ, chờ chuyện lần này kết thúc, ban thưởng tự nhiên sẽ hạ xuống." Bước nhanh đi tới văn phó trước tiên nơi này. "Đại nhân có tin tức." Giáo úy nói. "Đem Tiêu Nhiên nói tới tin tức, đem sự thật nói một lần." "Xèo." Văn phó trước tiên kích động đứng lên, bước nhanh đi tới Tiêu Nhiên trước mặt ngươi nói đều là thật sự ừ tiêu nhiên đáp nếu như lời ngươi nói là thật lần này long uyên học cung chí bảo bị trộm một chuyện ngươi chính là công đầu văn phó trước tiên nói mang theo trần văn hành vội vã không nhìn nổi hướng về tầng thứ chín chạy đi tiêu nhiên cảm thấy việc này rất trêu tùy ý vẽ ba bức vẽ lại thành người khác trong mắt chí bảo bên trong chứa chính là bạch liên hoa cao trước tiên cho trưởng công chúa đưa đi giáo úy đưa tới một hộp cơm. Tiếp nhận hộp cơm. Tiêu nhiên tiến vào luyện ngục, đem cửa lao mở ra, tiến vào phòng giam, đem hộp cơm để lên bàn diện. Tổng cộng hai phần, một phần sáu khối, như hoa sen như thế cao quý thánh khiết, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Đây là người muốn bạch liên hoa cao. Tiêu nhiên ngồi ở trên ghế, cầm một khối bắt đầu ăn. Hương vị không sai, một khối bạch liên hoa cao đại khái có thể chống đỡ người khác ba ngày khổ tu ngươi cũng không phải khách khí. Trưởng công chúa lường hắn một cái. Ngồi ở hắn đối diện, cầm một khối bạch liên hoa cao tao nhã bắt đầu ăn. Ăn xong bạch liên hoa cao. Tiêu nhiên nhắc nhở. Ngươi linh sư tu vi nếu có thể đột phá đến địa cảnh, mà khí lúc bộc phát, đau đớn có lẽ sẽ thiếu điểm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Hạo nhiên chính khí nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thì không thể trực tiếp áp chế cấm công mang đến di chứng trưởng công chúa ánh mắt cực nóng vội vàng truy hỏi tiêu nhiên uống một hớp trà đón nạn ánh mắt mong đợi lắc đầu một cái ta tì bà cốt bị phong ấn lực lượng linh hồn cũng giống như vậy ngoại trừ cấm công không bị hạn chế tự mình vận chuyển muốn chủ động tu luyện trừ phi có người nói tới đây dừng lại giả vờ bình tĩnh nhìn hắn đặt chén trà xuống, tiêu nhiên từ trên ghế đứng lên. Đem hộp cơm nhất trong tay, chuyện của các ngươi ta không đúc kết. Khóa lên cửa lao rời đi. Người này làm sao mở không vào? Trưởng công chúa tức giận. Đến tầng thứ 9. Giáo úy đẳng nhân thủ tại chỗ này. Điện hạ đều ăn chưa? Một khối không dư thừa. Tiêu nhiên đem hộp cơm đưa cho một ngục tốt. Ừ. Giáo úy gật gù mấy phút trôi qua. Văn phó trước tiên hai người trở về, từ trên mặt hắn vẽ mặt kích động đến xem, hiển nhiên ấn chứng tin tức chân thực. Chuyện của các ngươi đến đây là kết thúc, đưa bọn họ xem trọng, chờ đợi mặt trên quyết định. Là đại nhân. Giáo úy đáp lại. Vội vã không nhịn nổi mang theo Trần Văn Hành rời đi. Các ngươi lần này lại lập công, vẫn là đại công. Giáo úy cười trêu ghẹo. Xuân Phương Viện mời khách, có một toán một tùy tiện chơi. Tiền đề, phải đợi thêm diện thưởng hạ xuống. Tiêu nhiên nói. Khí quyển. Giáo úy nói. Lần này sự tình đã kết thúc, đáp ứng cho các ngươi kỳ nghỉ như cũ, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Ừ. Tiêu nhiên gật gù. Giáo úy dẫn người rời đi. Chỉ còn dư lại tiểu chu cùng lão trịnh ba người bọn họ, đều cùng tiêu nhiên quan hệ tương đối gần tiểu chu ngươi lần này chó ngáp phải rồi, dính tiêu ca ánh sáng, nói cái gì cũng phải xuất huyết nhiều. Lão Trịnh ước ao. Ngày kia các ngươi giải lao, xuân phương viện túi đêm, tất cả tiêu phí ta trả nợ. Tiểu chu hào khí. Đạt đến một trình độ nào đó. Lão Trịnh cười khi hắn ngực nện cho một hồi. Giao hoàng bang. Thay đổi một bộ quần áo, tiêu nhiên hướng về thanh viên thư điếm đi đến gian thương này đưa hắn vẽ xoay tay một cái, kiếm lời 27,002. Đến nơi này, trưởng quỷ ánh mắt sáng lên, kích động vọt ra. Gia ngài cuối cùng là đến rồi. Tiêu nhiên lùi về sau một bước, đưa hắn đè lại, người đây là. Gia ngài trong tay còn có vẻ. Ta thêm tiền, mỗi bức họa ra năm vạn lượng. Chưởng quỷ dựng thẳng năm ngón tay. Mấy ngày nay hạ xuống, hắn ruột đều sắp muốn hối hận thanh. Theo Trần Văn Hành đem tin tức truyền ra, ba bức vẽ danh tiếng triệt để truyền ra. Ngoại trừ Long Uyên học cung người thủ tại chỗ này, liền ngay cả những khác học cung, còn có cái khác thế lực người, cũng ở nơi đây cắm điểm. Một bức họa giá cả, bị xào đến giá trên trời. Tiêu nhiên không nói lời nào, mắt lạnh nhìn hắn. Chưởng quỷ là người tin, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới. Đây là 24,0002, mỗi bức họa kiếm lời một ngàn lạng dẫy cái nước trả tiền sự tình cũng đã trôi qua ngươi lại bồi thường ta chênh lệch giá thích hợp tiêu nhiên hỏi ma lưu đem này điệp ngân phiếu cất đi Chưởng quỷ khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi không thích hợp ngươi thu nhanh như vậy làm cái gì Gia người xem thực không dám giấu giếm. này ba bức vẽ cũng là ta bất ngờ đoạt được như bực này truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc đã không còn tiêu nhiên thở dài chưởng quỷ xoa ngón tay vậy ta tiền sắc trời đã tối ngày khác tán gẫu tiếp tiêu nhiên bỏ chạy ra thanh viên thư điếm mới vừa đi không tới bách bước khi hắn cảm ứng bên trong có một đạo khí thế khóa chặt chính mình theo đuôi ở phía sau ông cây đợi thỏ nhếch miệng lên thay đổi một phương hướng tiến vào một cái trong ngõ hẻm cuối ngõ hẻm một bóng người đi ra đạo sĩ trang phục trên người đạo bào thêu một bức âm dương thái cực độ án chè ở tiêu nhiên phía trước cái kia ba bức vẽ ra tự trong tay ngươi là ngươi là ai tiêu nhiên hỏi bần đạo họ ngô tên một chữ một hạo chữ ngô hạo nói ngươi chính là long uyên học cung người học sinh kia trong miệng ngô đạo trưởng ngô hạo sững sờ rất mau trở lại quá thần đến hắn đã cung khai sao hơi thi thủ đoạn, hắn tất cả đều nói rồi. Thằng nhãi ranh không đủ vì là mưu, may là bần đạo vẫn canh giữ ở thanh viên thư điếm, ở đây ông cây đợi thỏ, dù cho mấy đại học cung người đều đã rời đi, còn thủ tại chỗ này. Nếu là ở trong nhà, lúc này sợ thành bọn họ tù nhân. Ngô Hạo tức giận. Nhìn chầm chầm tiêu nhiên. Không đúng. Như vậy bí ẩn tin tức, ngươi từ đâu biết được. Tiêu nhiên nhúng nhúng vai, ta tại thiên lao công tác. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là một ngục tốt. Ngô hạo nhẹ nhàng. Trực tiếp đi tới, bước chân hạ xuống, đại tông sư khí thế áp bức lại đây. Đàng hoàng đêm này ba bức vẽ khởi nguồn nói ra, bần đạo cho ngươi một thoải mái. Ngươi lòng quá tham, có một bức mặt trời vẽ lại còn không biết đủ. Ai sẽ ghét bỏ thứ tốt nhiều? Ngô hạo hỏi ngược lại. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, bay lượng tới. Năm ngón tay lấy ra to lớn tiếng rít từ đầu ngón tay truyền ra ép thẳng tới tiêu nhiên cổ ngươi cũng có thực lực đó tiêu nhiên nói thiên nô thần chỉ sử dụng kim quan ngưng tụ ở đầu ngón tay cách không chỉ tay phá tàn khí thế của hắn phong tỏa lại đem móng vuốt của hắn đánh nổ rơi vào ngực hắn khiếu trên huyệt âm sân bị hắn va sụp phế tích đưa hắn vùi lấp tiếng kêu thảm thiết truyền ra đi ra tiêu nhiên chân phải giẫm một cái kim quan hiện một đạo cuồng sống lao ra đem những này phế tích phá hủy lộ ra bóng người của hắn cố nén sống không bằng chết dằn vặt ngô hạo gian nan từ dưới đất bò dậy đến hướng về trong bóng tối bỏ chạy đi không xong dứt lời hắn lần thứ hai té lăn trên đất trúng rồi thiên nô thần chỉ dù cho chỉ là một chỉ cũng không phải hắn có thể thừa nhận a à. cõi lòng tan nát tiếng kêu từ trong miệng hắn vang lên. Nhìn đi tới tiêu nhiên, ánh mắt kinh hãi. Tiền bối ngài không thể giết ta, ta là thượng thanh đạo cung người. Chưa từng nghe nói. Tiêu nhiên nói. Phất tay vỗ một cái, to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, khi hắn trong ánh mắt kinh hãi đưa hắn đánh giết. Cách không một trảo, đem trên mặt đất vẽ mang tới. Mở ra, đúng là mình cái kia phó mặt trời vẽ. Đâu một vòng, vẫn là về tới trong tay chính mình. Tạo hóa kim thư mở ra một tờ, giới thiệu hắn tin tức cá nhân, còn có phạm vào đắc tội nghiệt Trên danh nghĩa là đạo sĩ, làm ra đều là giết người cướp của chuyện. Chỉ cần hắn coi trọng bảo vật, không tiếc bất cứ giá nào mang tới. Kim quan xoay tròn, xuất hiện hai vật, 15 vạn độ thuần thục, Chí thánh chính khí bảo điển, thiên giai cực phẩm. Chí thánh chính khí bảo điển. Tu hạo nhiên chính khí, bách tà bất xâm, vạn pháp lui tránh. Đêm này 15 vạn độ thuần thuộc, thêm ở chí thánh chính khí bảo điển mặt trên. Thuộc tính quét mới. Chí thánh chính khí bảo điển. Cạn thí gia long đồng thời tiêu nhiên cũng lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Đem hạo nhiên chính khí bên ngoài, tâm niệm thanh minh, tinh thần thả lỏng chưa từng có. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cất bước trời đi, hướng về trong nhà đi đến. Kinh thành phía Tây, ngoài 50 dặm núi nhỏ nơi này. Văn phó trước tiên còn có một tên tử kiếm đại nhân, mang theo một đám thuộc hạ, mai phục tại ly ba tiểu viện phụ cận. Này đều đêm khuya, họ ngô vẫn không có trở về. Tử kiếm đại nhân chần chờ. Hắn có thể hay không đã rời đi kinh thành. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.